Nội thất Điện máy Khánh Hồng xin kính chào quý khách. Lời đầu tiên, đơn vị chúng tôi kính gửi đến quý khách hàng gần xa lời cảm ơn chân thành nhất vì đã luôn tin tưởng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian qua. Là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp nội thất, trang thiết bị gia đình, salon cây, bàn ăn, tủ áo, bàn học, cung ứng các linh kiện, vật tư ngành điện, điện tử, điện lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, máy lọc nước, lò vi sóng, máy tắm nóng lạnh, đồng thời đưa ra các giải pháp công nghệ trong quá trình thiết kế, thi công lắp đặt và sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện. Chúng tôi được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Kể từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, Nội thất Điện máy Khánh Hồng tự hào là đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng, cung cấp sản phẩm nội thất dân dụng, đảm bảo chất lượng, đa dạng sản phẩm và phong phú về chủng loại, chất liệu, độ bền cao, thiết bị điện được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như Sony, LG, Samsung, Panasonic. Cẩn trọng trong khâu kiểm định chất lượng và đóng gói sản phẩm, đảm bảo đầy đủ giấy tờ, bảo hành lâu dài. Ngoài ra, cơ sở còn lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh, lò vi sóng, tủ lạnh cho các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, cơ quan xí nghiệp ở tất cả các huyện trong khu vực Vĩnh Châu, Sóc Trăng và các tỉnh lân cận. Với tôn chỉ hoạt động, uy tín, trách nhiệm, nhanh chóng, chuyên nghiệp, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên cố định làm việc lâu năm trong lĩnh vực lắp đặt, cung cấp hệ thống điện lạnh, điện tử, điện dân dụng và nội thất, trang thiết bị gia đình, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ nhận được sự phục vụ tư vấn cũng như lắp đặt, bảo trì tận tình với giá cả cạnh tranh nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Nội thất Điện máy Khánh Hồng, Điện máy 1, 208-210 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, số điện thoại 0915-861-230, 0366-267-911, 0395-015-930, Điện máy 2, ngã 3 Nam Sông Hậu, khóm Cà Xăng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, nội thất, ngã 3 Nam Sông Hậu, khóm Cà Xăng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, số điện thoại 0913-612-741, 0985-566-727. Mặt hàng phong phú, giá cả phải chăng, rất hân hạnh đón tiếp quý khách hàng.